Chào các em học sinh thân mến, cô tên là Nguyễn Thị Hồng Phượng, hiện là giáo viên trường tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Hôm nay, cô rất vui được tiếp tục đồng hành với các em qua tiết tiếng Việt với bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học này, cô hướng dẫn các em bài 2 Làm ăn. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị các đồ dùng học tập sau. Các em đã sẵn sàng chưa? Cô cho ta cùng vào bài học nào. Trước khi vào bài học, các em hãy lắng nghe ca khúc Anh Chị Em. Các em vừa lắng nghe giai điệu bài hát Anh Chị Em. Vậy lời bài hát nhắc đến những ai? À, lời bài hát nhắc đến anh chị em trong một gia đình. Các em à, anh chị em trong một gia đình phải biết yêu thương, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Vậy làm ăn khó hay dễ? Để biết được làm ăn khó hay dễ, cô trò ta cùng đi vào bài 2 Làm ăn. Trước khi vào bài học, các em hãy quan sát trên màn hình cô giới thiệu. Đây là hai anh em nam. Nhìn vào tranh ta thấy được tình cảm của nam đối với em gái của mình rồi, đúng không nào? Vậy để biết được tình cảm của nam đối với em gái như thế nào, cô trò ta cùng đi vào phần 1 của bài học. Quan sát tranh. Các em hãy quan sát tranh và thấy gì qua bức tranh này? À, quan sát tranh ta thấy nam đang chơi lắp ráp mô hình tàu lượn. Em gái đến, hình như đang nói gì với nam. Nam rất vui và trao đầu tàu cho em. Vậy các em hãy thử đoán xem. A. Người em nói gì với anh? B. Người anh nói gì với em? C. Tình cảm của người anh đối với em như thế nào? Các em hãy nói thật to kết quả của mình cho người thân nghe nhé. Thời gian cô dành cho các em. Các em đã nói được chưa nào? Vậy người em sẽ nói gì với anh? À, người em có thể nói: anh Nam ơi, đoàn tàu của anh thật đẹp. Anh có thể cho em mượn đầu tàu để chơi được không? Vậy người anh sẽ nói gì với em? À, người anh sẵn sàng tháo đầu tàu trao cho em và nói: đây, anh cho em mượn để chơi đấy. Vậy tình cảm của người anh đối với em như thế nào? À, người anh rất yêu thương và chiều chuộng em. Tình cảm của anh em với nhau thật là tốt, đúng không nào? Vậy làm ăn khó hay dễ? Để biết được làm ăn khó hay dễ, cô trò ta cũng đi vào đọc và tìm hiểu bài thơ Làm ăn của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Cô trò ta cùng đi vào phần 2, đọc. Các em hãy mở sách trang 28. Bài thơ này nói về tình cảm anh em, nên khi đọc, các em đọc với dòng nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm. Cô mời các em lắng nghe. Làm ăn khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé, phải người lớn cơ, khi em bé khóc, anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã, anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm ăn thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé, thì làm được thôi. Phan Thị Thanh Nhàn. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em luyện đọc từ ngữ. Các em quan sát trên màn hình. Cùng đọc với cô nào. Dỗ dành. Các em lưu ý từ dỗ dành. Tiếng dỗ bắt đầu bằng âm giờ
tiếng Anh cũng bắt đầu bằng âm giờ. Các em chú ý phân biệt với âm gì. Ngoài ra, tiếng dỗ có thanh ngạ, khi đọc các em nhớ kéo dài hơi. Cùng đọc lại với cô. Dỗ dành. Các em ạ, dỗ dành là yêu thương, chiều chuộng, nhắc nhở nhẹ nhàng. Các em quan sát trên màn hình cô hướng dẫn. Các em từ thứ hai, đó là dịu dàng. Các em lưu ý, trong từ dịu dàng, tiếng dịu có vần yêu. Dễ nhầm nhận với vần yêu. Cùng đọc lại với cô. Dịu dàng. Dịu dàng cũng gọi là nhẹ nhàng, chỉ giọng nói hay tính cách của một người. Vui. Các em lưu ý tiếng vui, các em phân biệt cho cô với vần uê. Cùng phát âm lại với cô nào. Vui. Bên cạnh đó, một số tiếng kết thúc bằng âm cuối n như lớn, hơn, luôn. Khi phát âm, những âm cuối n đầu lưỡi cong lên đúng ở vòm trên của miệng và luồng hơi đi ra bị cản. Các em lưu ý cho cô tiếng ngã. Có thanh ngã, khi đọc nhớ kéo dài hơi. Cùng đọc lại với cô. Ngã. Như vậy cô đã hướng dẫn các em luyện đọc từ và tiếng khó. Các em hãy đọc thầm lại bài và cho cô biết bài thơ này có mấy dòng thơ và mỗi dòng thơ có mấy tiếng. À, bài thơ có 16 dòng thơ và mỗi dòng thơ có 4 tiếng. Bây giờ cô trò ta cùng đi vào luyện đọc từng dòng thơ một. Các em lưu ý, khi đọc dòng thơ một, các em nhớ đọc tên đề bài và đọc dòng thơ cuối, các em nhớ đọc tên của tác giả. Làm ăn. Làm ăn khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé. Phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã, anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm ăn thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé, thì làm được thôi. Phan Thị Thanh Nhàn. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc từng dòng thơ một. Bây giờ các em hãy nhẩm lại bài và cho cô biết bài thơ gồm có mấy khổ thơ và mỗi khổ thơ gồm có mấy dòng. À, bài thơ gồm có 4 khổ thơ và mỗi khổ thơ đều có 4 dòng. Bây giờ cô trò ta cùng đi vào luyện đọc từng khổ thơ một. Cùng luyện đọc với cô khổ thơ đầu tiên nào. Làm ăn. Làm ăn khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé. Phải người lớn cơ. Tiếp tục khổ thơ thứ hai. Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã, anh nâng dịu dàng. Khổ thơ ba nào. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Và khổ thơ cuối cùng. Làm ăn thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé, thì làm được thôi. Phan Thị Thanh Nhàn. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc từng khổ thơ. Bây giờ cô cho ta cùng luyện đọc lại toàn bộ bài nào. Các em có thể nhìn lên màn hình hoặc nhìn vào sách. Lắng nghe cô đọc. Làm ăn. Làm ăn khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé. Phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã, anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm ăn thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé, thì
thì làm được thôi, Phan Thị Thanh Nhàn. Qua phần luyện đọc dòng thơ, khổ thơ và bài, cô tin chắc rằng các bạn lớn mình ai cũng đọc được bài, đúng không nào? Bây giờ cô mời các em hãy lấy vở, em tập viết. Tiết học này cô hướng dẫn các em bài 2, trang số 9. Viết từ ngữ và phần 2 là viết tiếng cùng vần với mỗi tiếng bánh, đẹp, vui. Cô mời các em hãy mở vở trang số 9. Cô hướng dẫn các em phần 1. Ở phần 1 viết từ ngữ. Các em sẽ viết từ dịu dàng và từ dỗ dành. Các em lưu ý, từ dịu dàng được viết bởi hai tiếng, tiếng dịu viết trước, tiếng dàng viết sau. Tiếng dịu và tiếng dàng cách nhau bằng thân một con chữ O. Từ dỗ dành, tiếng dỗ viết trước, tiếng dành viết sau. Tiếng dỗ, tiếng dành cách nhau bằng thân một con chữ O. Các em cần lưu ý, chữ G, chữ H có độ cao 2 dòng ly rưỡi. Chữ dơ có độ cao 2 dòng ly. Các chữ còn lại có độ cao 1 dòng ly. Khi viết, các em chú ý đặt dấu thanh đúng vị trí của các con chữ. Các con chữ viết liền nét với nhau. Chữ dịu và chữ dàng cách nhau 2 ô ly rưỡi. Chữ dỗ và chữ dành cũng như vậy. Cô mời các em viết vào vỡ. Bạn nào viết chưa xong, các em có thể để lại cuối buổi các em hoàn thành bài. Khi hoàn thành bài, các em nhớ nhờ bố mẹ, người thân kiểm tra xem mình đã viết đúng độ cao của các con chữ chưa nhé. Khi viết xong rồi, thì các em nhớ nhờ bố mẹ chụp ảnh gửi cho cô giáo để cô kiểm tra bài cho mình nhé. Bây giờ cô cho ta tiếp tục vào phần 3 nào. Cùng đọc yêu cầu phần 3 với cô. Tìm tiếng cùng vần với mỗi tiếng bánh, đẹp, vui. Các em quan sát mẫu cho. Vui, núi. Các em hãy phân tích cho cô tiếng vui. À, tiếng vui có âm vờ đứng trước, vần ui đứng sau. Phân tích cho cô tiếng núi nào. Tiếng núi có âm n đứng trước, vần ui đứng sau, thanh sắc đặt trên đầu âm u. Như vậy, tiếng cùng vần với tiếng vui là tiếng núi. Bây giờ các em hãy tìm cho cô tiếng cùng vần với tiếng bánh. Các em hãy phân tích cho cô tiếng bánh. À, tiếng bánh có âm bờ đứng trước, vần ăn đứng sau và thanh sắc đặt trên đầu âm A. Các em hãy tìm cho cô tiếng cùng vần với tiếng bánh. Khi tìm được, các em nhớ đọc to kết quả cho người thân của mình nhé nhé. Thời gian cô dành cho các em. Các em đã tìm được chưa? Cô cũng tìm được một số tiếng sau. Cùng đọc lại với cô nào. Bánh, cằn, lằn, xanh, nhăn. Tiếp tục. Các em hãy phân tích cho cô tiếng đẹp. À, tiếng đẹp có âm đờ đứng trước, vần ép đứng sau và thanh nặng đặt dưới âm e. Các em hãy tìm cho cô tiếng cùng vần với tiếng đẹp. Các em đã tìm được chưa? Cô cũng tìm được một số tiếng sau. Cùng đọc với cô nào. Đẹp, tép, khép, chép, nẹp. Và tiếng vui. Tiếng vui cả em đã phân tích. Đó là có âm vờ đứng trước, vần ui đứng sau. Bây giờ cả em hãy tìm cho cô tiếng cùng vần với tiếng vui. Các em đã tìm được chưa? Cô cũng tìm được một số tiếng sau. Cùng đọc với cô nào. Vui, túi, cùi, bùi. Như vậy ta đã tìm được tiếng cùng vần với mỗi tiếng bánh, đẹp, vui. Tiếp tục, các em hãy mở vở, em tập viết. Cô hướng dẫn các em phần 2. Viết tiếng cùng vần với mỗi tiếng bánh, đẹp, vui. Các em đã tìm được những tiếng cùng vần với những tiếng bánh, đẹp, vui
rất nhiều đúng không nào? Nhưng tiết học này cô chỉ hướng dẫn các em biết tiếng mẫu và thêm 2 tiếng mới nữa. Cùng đọc lại với cô. Bánh, cành, lạnh, đẹp, tép, khép, vui, túi, củi. Các em cần lưu ý cho cô. Chữ bờ, chữ hờ, chữ lờ, chữ ca đều có độ cao 2 dòng ly rưỡi. Chữ đờ, chữ pờ có độ cao 2 dòng ly. Chữ tờ có độ cao 1 dòng ly rưỡi. Các chữ còn lại có độ cao 1 dòng ly. Các tiếng cách nhau bằng một dấu phẩy. Và khi viết, các em lưu ý đặt dấu thanh đúng vị trí của các con chữ. Các nét được viết liền nhau. Các em đã nắm rõ chưa? Cô mời các em hãy viết bài vào vở. Bạn nào viết chưa xong, các em có thể để lại cuối tiết học các em hoàn thành bài. Khi hoàn thành bài, các em nhớ nhờ bố mẹ, người thân kiểm tra xem mình viết đúng độ cao của các con chữ chưa nhé. Và khi viết xong thì các em nhờ bố mẹ, người thân chụp ảnh gửi cho cô giáo để cô kiểm tra bài cho mình. Bây giờ cô trò ta cùng thư giãn với một bài hát nào. Lắng nghe giai điệu bài hát Làm Ăn của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Vậy làm ăn khó hay dễ? Và làm ăn thì làm những việc gì cho em? Bây giờ cô trò ta cùng đi vào phần 4. Cùng đọc yêu cầu phần 4 với cô nào. Trả lời câu hỏi: A. Làm ăn thì cần làm những gì cho em? B. Theo em, làm ăn dễ hay khó? C. Em thích làm ăn hay làm em, vì sao? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thầm lại bài để tìm hiểu kỹ năng luyện đọc. Trước tiên, cô trò ta cùng đi vào phần A. Các em ạ, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đã nói, làm ăn đâu phải chuyện đùa, và làm ăn thì cần làm những gì cho em? À, vậy khi em bé khóc, thì anh phải làm gì? À, khi em bé khóc thì anh phải dỗ em. Vậy khi em bé ngã, anh phải làm gì? À, khi em bé ngã, anh phải nâng em dậy. Vậy khi được mẹ cho quà bánh, anh phải làm gì? À, anh luôn luôn nhường phần hơn cho em. Vậy khi có đồ chơi đẹp thì anh phải làm gì với em nào? À, khi có đồ chơi đẹp, anh luôn sẵn sàng nhường cho em. Như vậy, cô trò ta đã hoàn thành được câu A, làm ăn thì cần làm những gì cho em. Đúng rồi các em ạ, làm ăn thì ta cần phải dỗ em khi em khóc, nâng em dậy khi em ngã, cho em quà bánh phần hơn và nhường em đồ chơi đẹp. Vậy, theo em, làm ăn dễ hay khó? À, với câu hỏi này, cô nghĩ rằng có bạn sẽ trả lời làm ăn rất dễ, nhưng cũng có bạn sẽ trả lời làm ăn thật khó. Dễ là vì làm ăn thể hiện được mình là người lớn, biết chăm sóc và lo lắng cho em. Khó là vì làm ăn phải thay ba mẹ lo lắng chăm sóc cho em. Vậy làm theo em thì em thích làm ăn hay làm em, vì sao? À, cô nghĩ rằng có bạn sẽ trả lời là thích làm ăn, nhưng cũng có bạn sẽ trả lời là thích làm em. Vậy vì sao lại thích làm ăn nào? À, thích làm ăn vì thể hiện được
mình là người lớn biến chăm sóc và lo lắng cho em. Vậy vì sao là thích làm em? À, thích làm em vì làm em được mọi người quan tâm giúp đỡ và được mọi người chiều chuộng. Bây giờ cô trò ta cũng đi vào phần 5. Phần 5 yêu cầu ta làm gì? À, ở phần này yêu cầu ta học thuộc lòng hai khổ thơ cuối. Các em hãy quan sát trên màn hình hai khổ thơ cuối. Cùng đọc lại hai khổ thơ này với cô nào. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn, có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm ăn thật khó, nhưng mà thật vui, ai yêu em bé thì làm được thôi. Ở hai khổ thơ cuối có 8 dòng thơ. Các bông hoa sẽ che đi những tiếng và từ. Nhiệm vụ của các em là hãy nhớ lại những tiếng và từ đó để đọc lại cho tròn tiếng. Cô mời các em hãy đọc cho cô nào. Có một nào. Cùng đọc lại với cô. Mẹ cho quà bánh. Tiếp tục. Chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp. Cũng nhường em luôn. Tiếp tục nào, các em hãy đọc to. Làm ăn thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé thì làm được thôi. Như vậy các em đã nhớ và đọc được đúng chưa nào? Bây giờ cô sẽ che hết những tiếng ở phía sau và sẽ trừ lại phần đầu của mỗi tiếng. Các em hãy nhớ để đọc tròn các dòng thơ. Cô mời các em hãy đọc cho cô dòng thơ thứ nhất nào. Cùng đọc lại với cô. Mẹ cho quà bánh. Tiếp tục. Chia em phần hơn. Tiếp tục nào. Có đồ chơi đẹp. Cô mời các em. Cũng nhường em luôn. Tiếp tục. Làm ăn thật khó. Cô mời các em. Nhưng mà thật vui. Tiếp tục nào. Ai yêu em bé. Và câu cuối cùng. Thì làm được thôi. Như vậy các em đã học thuộc bài chưa nào? Và các bạn nhỏ lớp cô cũng đã thuộc rồi đấy. Cô mời các em hãy lắng nghe. Chào các bạn, mình tên là Tùng Kiều, học trường tiểu học Bình Ninh. Sau đây mình sẽ đọc hai khổ thơ cuối trong bài thơ Làm Ăn của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn, có đồ chơi đẹp, cũng như em luôn. Làm ăn thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé thì làm được thôi. Xin chào các bạn, mình tên là Thanh An, học trường tiểu học Bình Ninh. Sau đây mình xin đọc hai khổ thơ cuối của bài thơ Làm Ăn của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Làm ăn, mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn, có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm ăn thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé thì làm được thôi. Phan Thị Thanh Nhàn. Như vậy các em đã thuộc bài chưa? Các em thuộc bài rồi thì hãy đọc to cho người thân của mình nghe nhé. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát trên màn hình và cho biết tranh vẽ gì. À, quan sát trên màn hình ta thấy đây là cảnh ở công viên. Xa xa có các bạn
đang chạy. Ở trên cầu trượt, hình như đang có hai anh em đang chơi. Nhìn vẻ mặt, hai anh em rất là vui. Vậy, các em đã bao giờ được bố mẹ, người thân dắt đi công viên hay là những khu vui chơi dành cho trẻ em chưa? Các em hãy nhớ lại và kể cho người thân mình nghe về cuộc đi chơi của mình với anh, chị, em, cùng học, cùng chơi, cùng làm việc. Và đây cũng là nội dung 6 của bài học kể về anh, chị, em của em. Các em có thể kể về anh, chị, em của em như sau. Anh, chị, em của mình bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, trường nào? Và khi được cùng học, cùng chơi, cùng làm việc với anh, chị, em của mình, em có thích không? Và tình cảm của em đối với anh, chị, em của mình như thế nào? Các em kể to cho người thân của mình nghe nhé. Và các bạn nhỏ lớp cô cũng đã kể về anh, chị, em của mình. Bây giờ các em hãy lắng nghe các bạn nhỏ lớp cô chia sẻ nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Cúc Trung, học lớp 1, trường đại học Vĩnh Ninh. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về anh trai của mình. Anh trai của mình có tên là Quang Minh, học lớp 4, trường đại học Quang Trung. Năm nay 9 tuổi, anh có da trắng, hơi vẻ tí tí, nhưng anh rất đẹp trai và có một cười tươi đẹp. Anh thường bày cho mình rất nhiều trò chơi thú vị như đá bóng, sẽ chơi gô. Anh Minh rất thích được chơi với anh trai của mình vì chúng mình có nhiều sở thích đúng nhau. Mình rất yêu khí anh trai của mình. Chào các bạn, mình tên là Mai Quang Minh, là học sinh lớp 1 trường đại học Vĩnh Ninh. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về chị gái của mình. Chị gái của mình có tên gọi nhà rất dễ thương là Cherry. Con đi học thì chị tên là Mai Khánh Hà. Chị mình 3 tuổi, hai chị em chúng mình cùng học trường Vĩnh Ninh luôn đấy. Chính vì vậy mình thường xuyên được chị dắt tay vào trường, có chị đi học cùng thật là vui. Chị mình không chỉ học giỏi mà con khéo tay và vẽ rất đẹp đấy. Nhà mình đây cảm chị vẽ luôn đây, các bạn xem nhé. Chị Vinh cá và khỏe mạnh nên có thể làm được rất nhiều việc. Mình cũng ước mình sẽ lớn thật nhanh để cùng chị làm công việc nhà giúp đỡ cho bố mẹ. Ngoài ra chị cũng nhắc nhở mình học bài cùng đồng hành với mình theo những tiết học quá chuyên hơn. Có bài gì chơi hiểu là mình sẽ hỏi chị. Những lúc rảnh rỗi chị cũng chơi với mình nữa đấy. Chị gái rất thích các bạn à. Mình rất yêu quý và tự hào về chị gái của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào các bạn, mình tên là Phan Gia Hân. Hôm nay mình cũng có chuyện muốn kể cho các bạn nghe về em trai của mình. Em trai của mình tên là Phan Gia Phúc, hiện là 1 tuổi. Em trai của mình rất dễ thương, làn da trắng hồng, khuôn mặt vô bình, bàn tay bút mang kỷ niệm bé xíu xinh xinh. Mỗi khi em nghe cười vui tai, mỗi khi em cười trong cùng ngộ nghìn. Mỗi khi ba mẹ bận gì, mình luôn luôn sẵn sàng giúp ba mẹ chăm em. Mình ấp em ngủ, mình cho em ăn, mình cho em uống sữa. Mình rất thương em, mình mong sao em khỏe mạnh, mau ăn chồng lớn để hai chị em phân định trường học tập. Mình xin chào tạm biệt các bạn. Các em vừa lắng nghe các bạn nhỏ lớp cô chia sẻ về anh, chị và em của mình. Thật là hạnh phúc đúng không nào? Các em ạ, trong mỗi gia đình đều có ông bà, cha mẹ và anh chị em. Đó là những người thân yêu của mình. Và những người thân yêu đó sống trong một gia đình cần phải hòa thuận, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Và nhiệm vụ của các em là học thật chăm, thật ngoan, biết vâng lời những người lớn, để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, giúp ích cho xã hội. Các em có làm được như vậy không? Tiết học này của cô và các em đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các em.